Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohi Shop. Hôm nay Shop sẽ chia sẻ cho các bạn chi tiết về cách lắp cản HRV cho dòng Sachia FI. Thì nếu các bạn ở xa có thể đặt hàng bên mình giao hàng đến, và các bạn có thể xem clip mình và có thể tự lắp ở nhà. Thì baga này lắp cũng khá là đơn giản nha các bạn. Thì baga nó được cố định ở hai vị trí gác chân. Thì cái chỗ gác chân thì các bạn nhét vào giữa nha các bạn. Nhét vào giữa, nhét cái cản vào giữa. Và nó được giữ thêm ở một vị trí nữa ngay cái cản zin nha các bạn. Ngay cản zin các bạn thả cái bát xuống. Thì mấy những cái này là hãng nó làm sẵn hết trơn rồi, các bạn chỉ cần lắp vào zin thôi. Thì cũng khá là đơn giản. Thì giá của cản là 860k nha các bạn. Giá này là giá của cản GV chính hãng nhập khẩu từ Malaysia. Thì bên mình là đại lý của GV chính hãng nên giá mình bán theo giá niêm yết của công ty. Đảm bảo hàng chính hãng 100% các bạn. Thì bên mình cũng có sẵn các loại thùng GV. Nếu các bạn nào có muốn lên thùng thì bên mình có sẵn đủ mẫu mã, nhiều kích cỡ và nhiều mức giá khác nhau. Ngoài ra mình có thêm thùng thông của GV và một số sản phẩm đi mưa như áo mưa GV, ba lô, túi đeo, chống nước, và một số thương hiệu mũ bảo hiểm full face 3/4 lạc hàm của Yohi, KT, Bulldog và một số thương hiệu khác nữa. Nếu bạn nào quan tâm có thể đến trực tiếp cửa hàng. Shop có để địa chỉ ở bên dưới, các bạn có thể ghé đây xem hàng, tham khảo thoải mái nha các bạn. Và các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại mình có để bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin hẹn gặp lại.